Thành công của một tập thể ít nhiều cũng sẽ mang lại dấu ấn của một cá nhân nào trong đó. Trong thể thao nói chung, cụ thể là bộ môn mang tính tập thể như bóng đá, có thể thấy rõ sức ảnh hưởng của một cá nhân lên thành tích của một tập thể là như thế nào. Ví dụ như Kante của Chelsea mùa giải vừa qua, Messi của Barcelona trong mùa giải 24-25. Đến với thể thao điện tử, có lẽ nhận định này vẫn còn giữ được nguyên giá trị của nó, vì sức ảnh hưởng của một cá nhân cầu thủ, người chơi trong những môn thể thao tập thể nói chung và Liên minh huyền thoại nói riêng khá lớn, nên đôi khi ban lãnh đạo của các đội tuyển sẽ ưu tiên lựa chọn tuyển thủ hơn là huấn luyện viên. Nhưng đối với tập thể và đội tuyển Sài Gòn Buffalo, huấn luyện viên Ren mới là lựa chọn sáng suốt nhất của họ tính đến thời điểm hiện tại. Mở đầu sự nghiệp thi đấu tại VCS trong áo của Zotac United, công chúa hề bà rọi béo, Ren cùng với các anh em của mình đã có một mùa giải không mấy thành công khi phải dừng lại ở vị trí thứ 8. Tưởng chừng như Ren sẽ ở lại để cùng ông Trùm hỗ trợ tạo nên một đế chế hùng mạnh tại đấu trường Liên minh huyền thoại Việt, nhưng anh lại chọn cách dứt áo ra đi sau một khoảng thời gian gắn bó. Ren chuyển sang đầu quân cho Hà Nội Sky Red, một tổ chức Liên minh huyền thoại với những cái tên máu mặt sau này như thần rừng Levy, Milan ở hàng đầu Việt Nam Yado, Zero Day thời điểm đó, sau thủ Showbiz No Way. Đến với đội tuyển mới, Ren cùng kỹ năng xử lý đỉnh cao thời còn trai trẻ, anh dễ dàng có một suất đánh chính trong một đội hình đầy tiềm năng. Dù được đánh giá cao là vậy, nhưng đội hình Sky Red năm nào cũng chỉ làm khó chịu các ông lớn và không gặt hái được nhiều thành công cùng nhau. Tuy không thành công về mặt thành tích, nhưng về mặt cá nhân, Ren Sky Red là một bước đệm để anh vươn mình trở thành một top laner hàng đầu Việt Nam. Ngoài kỹ năng cá nhân, Ren bằng sự chăm chỉ đã học hỏi được rất nhiều điều từ những con người đẳng cấp khác, từ đó tạo nên một tư duy cá nhân sáng giá ở chàng trai sinh năm 95. Sau khi chứng minh được tên tuổi của mình tại Hà Nội Sky Red, anh được Gam và sau đó là Cần Thơ Cherry lựa chọn, nhưng cũng không có được cơ hội thể hiện bản thân ở đội tuyển mới. Chuyện gì đến cũng phải đến, Ren sau khoảng thời gian không mấy thành công của mình tại đất Tây Đô đã tìm đến với Young Generation. Theo Ren chia sẻ, khi đến với YG, anh đã truyền đạt tư duy chơi game của mình cho toàn đội, lên lịch tập luyện xứng đáng với danh xưng một người anh cả. Ngoài ra, nhờ có sự góp mặt của Ren, YG mới có thể được tiếp xúc với những đội tuyển ở các khu vực khác. Cụ thể, bằng những mối quan hệ của mình, Ren đã sắp xếp những lịch hẹn Ren với các team Đài Loan như AHQ và từ đó chuyển sang nhiều team nước ngoài khác. Cũng vì nhờ những sự thay đổi tích cực mà Ren mang lại, tập thể YG đã có được tấm vé đầu tiên để mới đấu trường khu vực. Như chúng ta đã biết, sau khi vô đối cùng Gam ở VCS mùa hè 27, Young Generation đã gặp một thử thách khó khăn thực sự sau khi phải nhận thất bại 2-3 ở bán kết trong trận với Ascension Gaming, buộc họ phải rơi xuống nhánh thua. Ông bà có câu, có vay có trả. YG gặp lại đại diện Thái Lan một lần nữa trận tranh tấm vé thứ hai đến chung kết thế giới 2017. Thời điểm đó, mặc dù là người lớn nhất trong đội, nhưng độ máu chiếm của Ren không hề thua kém so với những người đàn em, nên dễ dàng bị top lane người hàng ở phía đối phương bán hành triệt để. Sau hai ván được ăn no, Ren quyết định ra nghỉ thay cho YT. Bằng lối đánh nhiều thế trận đường trên cho đối phương, YG đã lội ngược dòng thành công và sau đó là một pha ăn mừng đi vào lịch sử cũng như trí nhớ của những người hâm mộ Liên minh huyền thoại Việt. Mặc dù sức ảnh hưởng của Ren khi thi đấu đã không còn nhiều như trước, nhưng cái tên Ren luôn gắn liền với lịch sử hình thành của bầy trâu đỏ. YG sau những thành công tại giải quốc nội cũng như trên đấu trường quốc tế đã thu hút được nhiều sự đầu tư của các nhà tài trợ và cuối cùng xuất hiện tại VCS mùa hè 2018 với cái tên Phong vụ Buffalo. Bầy trâu với sự dẫn dắt của ngài Ren trên bàn ghế huấn luyện đã có một mùa giải cực kỳ thành công với kỷ lục 12 trận thắng và giành chức vô địch 2018. Để với chung kết thế giới thứ hai của mình, nhưng với một vị trí trên bàn ghế huấn luyện, Ren cùng các đàn em của mình đã gây khó dễ cho nhiều đối thủ. Anh cho rằng hầu hết các đội tuyển tại kỳ chung kết thế giới chơi chậm ở giai đoạn đầu. Tôi nghĩ rằng chỉ có chúng tôi và Flash Wolves có được lối đánh nhanh và mạnh ở đầu game. Cụ thể, PVP đã có được hai ván thắng trước G2 của tiểu Faker Caps và gạt dò Flash Wolves, giúp chính G2 có cơ hội đi tiếp. Trở về từ Hàn Quốc sau kỳ chung kết thế giới, khi mà đã biết khả năng của mình đến đâu, tập thể Phong vụ Buffalo cùng Ren quyết tâm trở lại đấu trường quốc tế một lần nữa. Ở VCS, với chiến thuật đánh lên nửa trên bản đồ của Ren đưa ra, cùng sự tỏa sáng của Zeros và Palette đã giúp Phong vụ Buffalo bảo vệ thành công chiếc vô địch của mình với kỷ lục 13 thắng và 1 thua, đánh bại Evos ở trận chung kết tổng, đại diện Việt Nam đến với MSI 2019. Ở lần đầu tiên thi đấu tại sân nhà, trong một giải đấu quốc tế, PVP dường như không đáp ứng được kỳ vọng mà người hâm mộ nước nhà đặt ra. Mở đầu giai đoạn vòng bảng với tỷ số 0-4,
Cơ hội đi tiếp dường như rất thấp với bầy trâu đỏ. Người hâm mộ quay sang chỉ trích phong độ Buffalo và người đứng mũi chịu sào khi đó chính là Ren. Những sự tình nội bộ cũng chỉ mới được Ren tiết lộ trong những ngày gần đây. Cụ thể, Palet, Zeros, Meliodas đã có những xích mích dẫn đến việc người đi rừng thứ hai của đội là Su Hào phải thi đấu 4 trận đầu tiên và đón nhận thất bại hoàn toàn. Mặc dù tiêu cực là vậy, phong vụ Buffalo cũng đã để lại những ấn tượng đẹp trong mắt cộng đồng quốc tế sau khi quật ngã được gã khổng lồ G2 ở cả hai lượt trận, làm cho đội tuyển này rớt xuống vị trí thứ 3. MSI như một cơn bão báo hiệu rằng con tàu phong vụ Buffalo ngày nào chuẩn bị gặp nạn. Quả thật như vậy, sau MSI, Zeros dứt áo ra đi, để lại cho PVB một lỗ hổng mà từ đó chìm dần vào đại dương rộng lớn. Dường như cái tên Rizzo vẫn còn quá mới so với người hâm mộ bầy trâu, và chiếc áo mà Zeros để lại còn quá rộng so với chàng tuyển thủ trẻ sinh năm 2K2. Buffalo kết thúc VCS mùa hè 2019 với vị trí thứ tư, lần đầu tiên sau khi chuyển lên vị trí làm huấn luyện viên. Ren và các đàn em đã không thể tham gia được sự kiện liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh. Tháng 9 năm 2019, Ren quyết định chia tay đội tuyển mà anh đã gắn bó gần 2 năm trên cương vị huấn luyện viên và tuyển thủ. Ren đi và những hào quang ngày nào của bầy trâu đỏ cũng dần biến mất. Buffalo sau đó kết thúc VCS mùa hè 2020 với vị trí thứ 7. Bầy trâu phải quyết định số phận của mình tại vòng đấu thăng hạng. Kết quả tệ là thế, nhưng đó cũng có thể xem là một sự kiện quan trọng để tạo nên một Buffalo mạnh mẽ như bây giờ. Ngày 21 tháng 7, sau khi đổi tên thành Sài Gòn Buffalo, và hợp đồng đầu tiên cũng như quan trọng nhất của đội tuyển, Ren được công bố. Anh sẽ cùng các tuyển thủ từ Young Buffalo chinh chiến tại vòng thăng hạng VCS mùa xuân 2021, và sau đó là câu chuyện thần kỳ mà bầy trâu trẻ cùng Ren đã tạo nên. Ngoài những tài năng được khán giả tung hô như Hazmat, Binjai, Taki, thì có lẽ ấn tượng nhất trong tập thể của bầy trâu là Ren. Anh trở lại với một phong thái hoàn toàn khác. Ta hãy nhớ lại xem, trên bản đồ liên minh huyền thoại thế giới, có mấy ai có một thái độ cắm chọn đầy tự tin như Ren. Qua những video mà Jack của SGB cung cấp, ta thấy được vai trò của một người thủ lĩnh mà Ren thể hiện khi nói với các học trò. Ren còn có những câu nói, phát biểu bằng tính biểu tượng, kích thích tinh thần thi đấu của tuyển thủ và sẵn sàng làm dịu đi những cái đầu nóng của những chàng trai tuổi đôi mươi. Nếu ngày xưa Tiny Kun như một con sói đầu đàn, sẵn sàng cắn xé bất kỳ ai có ý xấu với bầy, thì Ren giờ đây như một tấm khiên che chở các tuyển thủ của mình. Anh sẵn sàng nhận mọi chỉ trích từ cánh nhà báo, từ truyền thông khi đội tuyển của mình thua về những kết quả bất lợi. Ren làm thế để bảo vệ tâm lý của tuyển thủ, thua là do anh, Ben Big Outrin cũng là do anh. Có thể chúng ta yếu, nhưng tuyệt đối không thể để đối phương biết chúng ta yếu ở đâu, Ren chia sẻ. Ấn tượng nhất ở trận chung kết vừa qua, anh đã có những phát biểu đầy cảm động, khiến không chỉ tuyển thủ mà người xem cũng như những streamer reaction cũng phải nổi da gà. Từ đó, ta thấy được sự tâm huyết với bộ môn liên minh huyền thoại của Ren là cực kỳ to lớn, khiến ai cũng phải thán phục, chúc cho Ren và bầy trâu của mình sẽ càng có nhiều thành công hơn trong tương lai. Còn về hiện tại, vị trí huấn luyện viên xuất sắc nhất VCS chắc chắn là của Ren. Anh không muốn thế giới đánh giá Việt Nam mình không biết chơi game. Anh không muốn thế giới nhìn vào Việt Nam mình là một quốc gia không thể sánh bằng quốc gia khác. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Người Việt Nam mình rất giỏi. Nếu tụi bay không làm được chuyện đó thì tụi bay không xứng đáng là học trò của anh. Hôm nay chúng tôi thua, không phải chúng tôi thua trận. Chúng tôi thua vì bản lĩnh chúng tôi chưa có. Chúng tôi sẽ trả lại. Được chưa? Ok. Nhớ.